Nó có cá lóc thọc hay là đúng rồi, cho vuông vuông cho vuông đi gì à, lắp ghép được nhỉ. Vừa cho vừa khi vào thăm. Coi 4 cái con đánh cả buổi ngày hôm qua, coi còn thợ sơn. Rồi, vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào bác nhé. Hiện tại là bên xưởng đang có mặt tại gia đình nhà bác Trúc Nghiêm ở tại Minh Hòa, Yên Lập, Phú Thọ đây. Chúng tôi đến bàn giao gia đình bác bá hôm nay là một chiếc sập ngồi đấy, bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi đấy, kích thước là 1m6 x 2m đấy, bằng chúng tôi vừa kê kích thôi. Chiếc sập trơn đây vị nhé, 1m6 x 2m đấy. Đây là không gian phòng khách này cũng như là không gian thờ của gia đình bác Bá đây. Đấy bác Bá đây. Đấy, cháu quay cái video kỷ niệm bác Bá nhá. Đây để đây là bác chủ nhà quý vị này. Để cháu phỏng vấn luôn tí không biết hôm nay cái sập. Đây phỏng vấn bác Trúc này. À được. Đây đây. Bác chủ nhà đây thì cháu phỏng vấn luôn bác xem là hôm nay bọn cháu bàn giao cái sập ngồi này thì xem bác có ưng ý hay là khen chê gì không bác nhỉ, để bọn cháu rút kinh nghiệm. Nhìn chung là đẹp. Thế còn là ý thích mỗi người, có người thích thì sập trơn, có người thích thì sập đục. Đó là ý thích của mỗi người. Thế còn cái to nhỏ thì người thích 1m6 nó không gian với nhà, thế còn không gian nhà rộng thì phải cái rộng hơn. Thế thôi nó phù hợp chứ còn nếu cái này là phù hợp đúng không bác? Nhà hẹp quá mà to quá là nó xấu. Đấy. Những cái này chất liệu gỗ này là bác ưng ý đúng không? Chất liệu gỗ là tốt. Vâng. Cảm ơn nhá. Đấy, quý vị nha. Đấy, quý khách hàng nào có nhu cầu thì có thể tham khảo một chiếc sản phẩm sập ngồi gỗ hương như này. Đấy. Đấy, cơ sở bàn giao cho nhà bác Trúc Nghiêm tại Minh Hòa, Yên Lập. Đấy, không gian phòng thờ rất đẹp, có sập thờ cũng như là bức hoành phi cầu đối đây. Ok mọi người, hiện tại là buổi sáng của ngày 28 tháng 12 năm 2021. Cái bộ này để bên này đẹp á. Vâng. Nhà bác nhiều chiếu ngựa nhỉ? Mấy bộ mà. Phòng khách nhà bác đây. Bác có quả tủ chè cái mít à bác hay là gỗ gì ạ? Gỗ mít. Vâng. Bác có rất nhiều đồ gỗ luôn. Bên này có bộ chiếu ngựa nữa. Ok mọi người nhá.